Xin chào 500 anh em nha. Cao Điểm xin giới thiệu dòng Bass BC. Cái này là made in China nha, chứ không phải là Italia. Cái này là hàng nhái, lưu ý. Hàng nhái của Italia BC ha. Model của nó nè, 18TW100. Đó, anh em cái dòng này có 4 năm mã nha, cùng là một công ty China sản xuất nhưng có 4 năm model anh hiểu không? 18TW1, 18TW25, 18TW30, 18TW2, rất là nhiều loại. Còn cái mã này là bán chạy nhất và hàng xịn sò nhất, anh em mua đâu cũng được hết, nhưng phải để cái model này 18TW100. Đó, công suất 1.200 ohm. Cái này thì không có hàng nhái nha, tại vì Việt Nam mình chỉ có 2 đơn vị về trực tiếp, còn tất cả những người bán đều đa số đều là lấy lại ha. Miền Tây, miền Đông rồi thì chủ yếu là lấy lại không ha, không về được trực tiếp. Đó, cái anh em thấy cái kiểu này không? Giống của Italy không? Đó, cái miếng đệm này, dăm này, mạng nó nha. Cao Điểm sẽ tặng cho anh em 100 triệu tiền mặt nếu mà model này có hàng nhái, hàng giả nha. Anh em mua đâu cũng được hết. Hiện tại Cao Điểm đang bán 4.500.000. Có những đơn vị đã bán 4.800.000 rồi, 5.200.000, 5.500.000. Tại vì người ta không về được trực tiếp qua nhiều cầu nên bắt buộc người ta phải bán cao lên. Anh em hãy là người thông minh nha. Cái này một cái là 15 ký anh em nha. Cái nhựa nó là màu vàng chân nhưng phải là màu nâu, màu đất nó sẽ rẻ hơn. Đó, bên trong nó là có lớp keo bảo vệ màng nhện nha anh em. Bằng bóng UKM29 nè. Anh em phải biết, nhìn biết nha. Cao Điểm sẽ tặng anh em 100 triệu tiền mặt nha anh em nào phát hiện là hàng nhái anh em nha. Rồi, xin chào các anh em nha. Cao Điểm ở Sài Gòn nha. Cao Điểm nói là làm nha, tặng 100 triệu tiền mặt nếu mà phát hiện hàng nhái tào lao ha. Đó, biết cách nhận biết từ dày 3 phân nha. Hàng rẻ thì cái từ nó không dày 3 phân nhưng cái chất lượng từ nó sẽ yếu hơn, nhìn nó làm yếu, màng yếu hơn, côn nó cũng bị anh em nha. Anh phải biết cách. Rồi, xin chào tất cả anh em nha.